Xin kính chào toàn thể công ty nhựa Bình Minh. Và xin giới thiệu đây là khán phòng ăn sáng của cả công ty nhựa Bình Minh chúng ta, dành riêng cho mỗi công ty chúng ta thôi. Và đây sẽ là nơi ăn sáng của mỗi ngày buổi sáng của chúng ta. Cho phép tôi được thay mặt cho hội đồng quản trị và toàn bộ cán bộ nhân viên của công ty cổ phần nhựa Bình Minh gửi đến các anh chị lời cảm ơn chân thành vì cái sự có mặt trong cái chuyến đi tổ chức hội nghị khách hàng lần này của Bình Minh ở Singapore.
ơi, sợ vợ là tốt. Bây đừng sợ vợ. Sợ vợ mất nông. Khác ơi, đừng sợ vợ người khác thôi. Nhưng lính chị á, thằng hoạt động ghê luôn. Nó nói chứ mấy anh ở phòng khác không biết sao, nhưng mà dân Bình Minh á thì chẳng những sợ vợ mình mà sợ người vợ người khác. Trời ơi, tụi bay quá đáng. Vợ ai tụi bay sợ? Vợ ông Thành Hội. Tốt ngày phải không? Mà bởi vì một đứa nó nói là mình có thể giết thằng nó được, mà giờ tụi nó đồng loạt nó mình giết cái ai làm. Ở cạnh nhà em có hai vợ chồng anh nó ngày xong kia đến té ra cái thằng mấy đi bán cái đèn á, tranh mà treo là hình em bé hình cái có hình cái trong đó trong con cọp nó bắt hình con cọp to, xong nó bảo anh mua đi, anh mua hình con cọp treo con cọp dài đăng lên ổng kêu chứ nhìn trong mình thấy con cọp phải không? Mình nói là con cọp bốn ghê không? Con cọp nó còn cướp không con? Ổng vừa nói xong rồi bà nói chắc ác lộn với tôi. Em nói xong rồi bà thể hiện liền.
bố thay mặt ban Ba Vin Hương tối nay. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin kính chúc quý vị có một sức khỏe tốt, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy nghị lực và có một đêm gala dinner thật vui để chúng ta hướng về tương lai, đi tới bất cứ nơi đâu chúng ta muốn, như là quý vị đã vỗ tay. Xin cảm ơn. Gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúng ta cùng nhau thành công. Xin cảm ơn.